Chào các bạn, tiếp tục chuyến du lịch 10 ngày qua 5 nước châu Âu. Hôm nay chúng ta sẽ đến thăm nước thứ 5, đó là nước Hà Lan, hay còn gọi là Hòa Lan, một quốc gia Tây Âu. Hà Lan thì có địa hình thấp và bằng phẳng, đa phần thì nằm thấp hơn mực nước biển, chủ yếu là đất cải tạo từ biển và hồ. Hà Lan theo chế độ dân chủ nghị viện và quân chủ lập hiến, và đây cũng là một nước có lịch sử lâu đời về tự do và quan niệm xã hội rất thoáng. Trong các vấn đề xã hội nhạy cảm như là mại dâm, hôn nhân đồng giới đều được hợp pháp hóa. Hà Lan có thu nhập đầu người cao, phúc lợi xã hội tốt. Tuy rằng mật độ dân số nằm trong top những nước có mật độ dân số dày đặc nhất thế giới, Hà Lan cũng là một thành viên sáng lập của Liên minh châu Âu, khu vực đồng Euro, NATO, WTO. Hà Lan cũng là nơi đặt trụ sở của 5 tòa án quốc tế, nên thủ đô Hà Lan được mệnh danh là thủ đô pháp luật thế giới. Đến Hà Lan thì mới thấy người dân đi xe đạp rất nhiều, họ chạy rất nhanh. Theo lời hướng dẫn viên thì người đi bộ phải đi đúng trên vỉa hè dành riêng cho người đi bộ. Nếu vô ý đi vào con đường dành riêng cho xe đạp và bị xe đụng té ngã, nếu xe đạp của họ bị hư hỏng thì người đi bộ phải có trách nhiệm bồi thường tất cả các chi phí phát sinh cho chủ xe. Các trường học đều đưa kỹ năng điều khiển xe đạp vào chương trình đào tạo. Cảnh sát thường được mời đến trường để hướng dẫn cho học sinh về luật giao thông đường bộ. Trẻ em Hà Lan được dạy đi xe đạp từ rất sớm, ngay khi mới 4 tuổi. Người Hà Lan không quan tâm hay đánh giá ai giàu nghèo chỉ vì người đó đi xe đạp cũ, vì cũng có nhiều doanh nhân thích đi xe đạp đến nơi mình làm việc. Chính ngài thủ tướng nổi tiếng là người đam mê xe đạp, và người ta thường bắt gặp ông đi xe đạp từ dinh thự đến văn phòng. Ngay cả khi ông đến thăm Việt Nam, ông cũng đã cùng thủ tướng Việt Nam sử dụng loại xe đạp thuộc dự án xe đạp đô thị của Hà Nội, đạp xe qua nhiều tuyến phố của Hà Nội. Hà Lan ngày nay là quốc gia hình mẫu hàng đầu thế giới về sử dụng loại phương tiện thân thiện và là một quốc gia mà số lượng xe đạp nhiều hơn với dân số. Xe đạp công cộng luôn luôn có sẵn ở khắp nơi trong các thành phố của Hà Lan, giúp bất cứ ai cũng có thể tiếp cận và sử dụng khi cần. Bây giờ chúng ta đang trên đường đến thăm một cái làng cổ được mệnh danh là Venice của Hà Lan, đó là làng Giethoorn, và tham gia một tour du thuyền quanh ngôi làng xinh đẹp này. Khung cảnh thơ mộng và bình dị như trong truyện cổ tích. Ngôi làng xinh đẹp này được phát hiện vào năm 1230. Điểm đặc biệt ở đây là không hề có đường giao thông dành cho xe cộ, mà chỉ có các con đường bộ và các con kênh bao quanh những khu vườn và những ngôi nhà ngói màu sắc trang nhã. Chính vẻ đẹp hiền hòa thanh bình của ngôi làng này đã được các nhà làm phim lựa chọn làm bối cảnh cho phim Phong Pha nổi tiếng vào năm 1958. Bộ phim đã giúp ngôi làng nhanh chóng nổi tiếng và trở thành điểm du lịch theo tour trong nước và quốc tế. Một tour du thuyền dạo quanh ngôi làng là khoảng 1 giờ, có giá khoảng 60 euro vào thời điểm này. Các con kênh bao quanh làng có chiều dài khoảng là 7,5 km với khoảng 50 cây cầu cổ kính. Các con kênh ở đây chỉ sâu khoảng 1 mét nên rất an toàn cho du khách.
Hà Lan là người ta thường liên tưởng đến hoa tulip nè, có xe gió nè, phô mai, gỗ gỗ. Để có thể tận mắt chiêm ngưỡng được những chiếc cối xay gió hàng trăm năm tuổi, thì hôm nay chúng ta sẽ đến thăm ngôi làng Jensenson. Đây là một trong số những ngôi làng độc đáo ở Hà Lan, với đầy đủ những nét đặc trưng và hấp dẫn như là những ngôi nhà gỗ xinh xắn, những chiếc cối xay gió thật to, những đôi guốc gỗ bé bé xinh xinh đủ kích cỡ và đủ màu sắc. Trong ngôi làng thì cũng có nhà hàng, cũng có viện bảo tàng, cũng có các cửa hàng bán đồ lưu niệm, v.v. Đến đây chúng tôi xin tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại tại thủ đô Amsterdam của Hà Lan. Chào thân ái!